Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Thảo. Thì hôm nay Thảo sang mực hấp gừng chấm với lại nước mắm gừng nha. Con mực này thì Thảo mua là 1 kg. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt ra mình ăn nha. Đây, ớt. Ớt này Thảo làm nước mắm gừng, ớt này cay nha mọi người. Hấp gừng rồi chấm nước mắm gừng luôn. Cắt nhỏ nhỏ ra cho nó. Rồi, Thảo sẽ ăn cái rau mực trước nha. Thảo rất là thích ăn rau, rau mực. Đây, mắm gừng nè. Mình pha kẹo kẹo vậy nó mới ngon. Rồi, Thảo xin mời mọi người nha. Chưa ăn mà. Này. Chảy nước miếng. Cái nước mắm gừng nó ngon. Nãy không quên. Quên dưa leo. Cắt dưa leo chấm thêm mà quên. Cái rau ăn nó ngon. Đã chưa? Ớt sừng. Cái ớt này rất là cay nha mọi người. Nhưng mà nó ngon. Cái con này á, không mua là người ta chưa có làm, nó đang khui luôn. Ở trong nó có nguyên một cái nang luôn, cái gì mà để mình làm xăm xăm á, cái nang không ta? Đó, cái miếng cứng á về họ phải làm, họ phải lấy ra, nó đang khui à. Rồi giờ họ cắt ra. Mực này mực gì ta? Đó. Con này 1 ký á, mà về mình làm rồi hấp lên nó teo, teo héo rồi. Còn con xí. Ai khoái mực? Ai khoái mực? Rồi ôi. Nè. Nó dày, dày cuối luôn nè mọi người thấy không? Cái miếng mực nè. Dày chấm nè, quá xá quá xa, quá đã luôn. Thiệt chứ, lần đầu khó ăn lắm. Lần đầu Thảo ăn con mực này luôn á. Con mực bự này á. Người ta còn ăn con mực mấy ký nữa. Con này có 1 ký không nhầm nhò gì hết á. Nhưng mà Thảo lần đầu Thảo được ăn con mực bự 1 ký này. Chấm gừng hợp. Quá hợp. Ừ.
rất rất Thảo thích mực cho mắm gừng. Chấm cho gừng nè, nó quết lên vậy nè mới ngon. Chấm tươi rồi. Ớt, ớt này nè mọi người, ngon. Mười điểm. Mười điểm không có nhân luôn nha. Cay. Nó cay nó nồng sọc lên cái mũi muốn thật luôn. À, muốn ăn xì à, muốn ăn xì luôn. Còn 1 ký mà ăn ngon. Còn mực mà 3 ký rồi này kia ăn chắc còn đã nữa mọi người ha. Bự nữa là ăn chắc phê luôn á trời. Ngon quá, thiệt ngon, rất ngon. Rồi, video của Thảo sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Thảo chào tạm biệt, bye bye.